Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Rà soát các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân còn tồn đọng trong quý 1 năm 2018. Ba Đồn chuẩn bị nuôi tôm chính vụ. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ tình trạng buôn bán trái phép dầu không khói. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở ban ngành địa phương để rà soát các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân còn tồn đọng trong quý 1 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân nhấn mạnh, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân là vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân cũng như góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, việc ra soát những vụ việc còn tồn đọng nhằm chấn chỉnh xử lý các sai phạm cũng như tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời. Qua đó giải quyết dứt điểm các vấn đề mà công dân phản ánh, kiến nghị, tố cáo, đồng thời nâng cao thái độ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các sở ban ngành địa phương trong công tác giải quyết kiến nghị phản ánh của công dân. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong quý 1 năm 2018, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 31 lượt công dân đến kiến nghị phản ánh với 44 nội dung liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai và giải quyết bồi thường hỗ trợ khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển. Qua nghiên cứu các nội dung phản ánh, hội đồng tiếp công dân tỉnh đã trả lời và kết luận trực tiếp 8 nội dung. 36 nội dung còn lại được giao cho các sở ngành, huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu giải quyết và trả lời đơn thư cho công dân. Đến thời điểm này, có 18 trên 36 nội dung giao cho các đơn vị vẫn đang tiếp tục xem xét giải quyết. Sáng nay ngày 13 tháng 4, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2018. Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2018 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu của tháng hành động là tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, tăng cường vai trò giám sát cả cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồng thời giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ngoài các hoạt động thường xuyên đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2018 tập trung vào các hoạt động chính, đó là triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến hành thanh kiểm tra tại các địa phương trong toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng tích cực tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018. Hôm qua ngày 12 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và sơ kết công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý 1 năm 2018. Hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, trong đó huyện Lệ Thủy có 3 xã đó là Xuân Thủy, Sơn Thủy và Cam Thủy. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, Lệ Thủy có 4 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là Hồng Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy và Hoa Thủy. Trong 3 tháng đầu năm, xã trì triển khai thực hiện các nội dung của bộ tiêu chí đạt trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn lồng ghép, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 1,2 tỷ đồng. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Năm 2018, huyện Bố Trạch phấn đấu có thêm một xã về đích nông thôn mới, tăng từ 1 đến 2 tiêu chí một xã một năm, đạt bình quân 15,71 tiêu chí. Bên cạnh đó, củng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt, huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, từng bước xác định các vùng sản xuất tập trung và các cây trồng vật nuôi chủ lực trên địa bàn huyện, tập trung huy động mọi nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9 phối hợp với Sở Du lịch vừa tổ chức khai giảng các lớp nghiệp vụ du lịch khách sạn cho các học viên đến từ các cơ sở dịch vụ du lịch khách sạn trên địa bàn tỉnh.
Các học viên được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề phục vụ buồng lễ tân. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn cụ thể về phong cách phục vụ, thái độ phục vụ, tiếp thu chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch khách sạn, nhà hàng mang tính chuyên nghiệp cho mỗi nhân viên làm du lịch. Đây là những kiến thức cần thiết để các nhân viên phục vụ ở các nhà hàng khách sạn ứng dụng vào thực tế công việc, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đức Ninh tổ chức khởi công nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Ảnh Hồng là hộ nghèo ở thôn Tân Sơn, xã Đức Ninh. Sự kiện căn nhà được xây dựng với kinh phí trên 60 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thành phố 15 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 7 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Ninh 5 triệu đồng. Số tiền còn lại là do chính quyền, nhân dân địa phương và người dân đóng góp. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã trao số tiền 15 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Hướng là hộ nghèo ở tổ dân phố 4 phường Nam Lý. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Tinh ở thôn Tam Hương, xã Phú Thủy. Bà Trần Thị Tinh là hội viên phụ nữ nghèo, sống đơn thân, lại thường xuyên đau ốm, hiện đang sống trong ngôi nhà cũ rột nát xuống cấp nhiều năm nay. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thủy đã tích cực vận động hội viên phụ nữ, các tổ chức hảo tâm ủng hộ cho gia đình bà Tinh xây dựng một căn nhà. Dự kiến kinh phí khoảng trên 50 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ủng hộ hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương, công ty Cosico, công ty 405 đóng trên địa bàn và bà con nhân dân, anh em dòng họ hỗ trợ về ngày công và vật liệu xây dựng. Phát huy thế mạnh của vùng đất có diện tích đất nông nghiệp lớn, người dân xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đã phát triển đàn bò lai sinh. Đến nay, Nam Trạch có tổng đàn bò gần 700 con, trong đó tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt trên 65%. Với lợi thế diện tích đất nông nghiệp lớn, bà con nông dân đã trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò sinh sản và vỗ béo tai chuông. Công tác thụ tinh nhân tạo được chú trọng, vì vậy chất lượng đàn bò ngày một tăng lên. Việc chăn nuôi bò tại nông hộ ở Nam Trạch đang phát huy hiệu quả. Năm 2017, thu nhập từ nuôi bò đạt khoảng 3 tỷ đồng. Nhiều hộ nông dân đã vươn lên làm giàu từ chăn nuôi bò. Chuẩn bị cho vụ nuôi tôm chính trong năm, hiện nay người nuôi tôm ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đang cải tạo ao hồ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thả tôm giống. Thời gian qua, phường Quảng Thuận đã tập trung hướng dẫn, giám sát đôn đốc các hồ nuôi tôm để nhanh tiến độ cải tạo ao hồ. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, sau khi thu hoạch xong, bà con đã vệ sinh, cải tạo đáy bờ ao để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Trong vụ này, người dân phường Quảng Thuận đã nuôi trên diện tích khoảng 55 hecta, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Với sự chỉ đạo kịp thời của các ngành chức năng và sự tích cực chủ động của người dân, tin tưởng rằng người nuôi tôm Quảng Thuận sẽ có một vụ mùa bội thu. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên thị trường xuất hiện những sản phẩm dầu thấp không khói với nhiều mẫu mã, thương hiệu và màu sắc khác nhau, trong đó có các loại như dầu lưu ly Phúc Lộc Thọ, dầu lưu ly Cả Tường, dầu đèn lưu ly Đại Nam. Đây là loại hàng hóa nằm trong danh mục những hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Điều đáng nói là các sản phẩm này được bày bán tràn lan tại các chợ trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Tại chợ Đồng Hới, dễ dàng bắt gặp những chai dầu không khói được bày bán tràn lan công khai như thế này. Theo các tiểu thương ở đây, loại dầu này không độc hại, thân thiện với môi trường, nên lượng người tìm mua dầu không khói ngày càng nhiều.
Cái này là cũng nằm trong hàng thờ cúng, thì hàng thờ cúng thì phong phú mà, nên là nhiều người là họ cũng cần là mua những cái mặt hàng như thế này để mà về là sử dụng, chứ bữa nay thì họ không dùng dầu hỏa nữa, đa số là dùng dầu ni. Thì có là coi như là nhắc nhở là không được đốt giấy tờ vàng mã, rồi là thắp hương thắp khói trong chợ, trong đình, chứ còn cũng dầu này là chưa ai là cấm, chưa ai nhắc nhở. Tại chợ Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, những sản phẩm dầu không khói không bày bán công khai. Chỉ khi có người hỏi mua thì người bán mới đem ra. Mặc dù đã được các ban ngành chức năng và ban quản lý chợ nhắc nhở, nhưng một số hộ kinh doanh vẫn cố tình buôn bán mặt hàng này. Quản lý thị trường là ban quản lý chợ vẫn có nhắc nhở là không được bán dầu không khói. Có trước đây có hỏi đấy, chỉ lại tạm mấy chai để bán đấy, chứ chó bán mấy chai xong là không bán nữa. Từ khi định như mà chạy nổ thì mình ấy từ bản thân cũng khỏi biết, nhưng bán cả cái chất chạy nổ là khỏi bán. Dầu không khói là loại hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Chỉ những cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy mới có thể buôn bán kinh doanh mặt hàng này. Đối với các chợ trên địa bàn tỉnh, nơi tập trung đông người thì tuyệt đối không kinh doanh tàng trữ sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm gây cháy như xăng dầu, cồn ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong nhà chợ theo luật phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013. Hộ kinh doanh buôn bán ở trong khu chợ dùng các cái chất cháy nổ, ví dụ như cái mặt hàng này, một trong những là chất hàng cấm, mới là dầu không khói trong đổ lại 2 năm đổ lại đây thì mặt hàng này rồ lên rất nhiều, mà đã cảnh báo nhắc nhở bà con, nhưng các hộ tư thương là vẫn tiếp tục, đây là một trong những cái tiềm ẩn cháy lớn. Khuyến cáo tất cả các hộ tư thương kinh doanh buôn bán trên chợ không nên sử dụng các cái nguy hiểm về cháy nổ này bán trong chợ để loại trừ được cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ. Mà nếu bà con mà còn cố tình trong thời gian tới mà còn bán những mặt hàng này nữa thì căn cứ theo quy định của pháp luật để lập biên bản vi phạm để xử phạt, không phải riêng các cái hộ tư thương mà xử lý luôn cả ban quản lý chợ. Để tránh những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mỗi một người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ trên cơ sở chấp hành và tuân thủ những quy định của pháp luật. Tuyệt đối không kinh doanh buôn bán các loại hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, góp phần phòng ngừa tối đa các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Đối với những trường hợp đã từng bị các cơ quan chức năng nhắc nhở, nếu tiếp tục cố tình vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, nhà hầm, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 13 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi, không mưa, trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm 40 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, không mưa, trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 52 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, bị bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.